Thưa quý vị, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết, kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tất cả quận huyện đồng loạt trao tặng quà của Trung ương và địa phương đến tận nhà 17.760 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổng trị giá trên 11 tỷ 657 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố tặng 720 phần quà trị giá 360 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu. Mới đây, huyện Phong Điền tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, nuôi dạy con cháu tích cực học tập, cống hiến, gương mẫu trong các phong trào hoạt động. Đặc biệt là thời gian này, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19. Dịp 27 tháng 7 năm nay, huyện Phong Điền tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà tại nhà cho các đối tượng với 2.224 phần quà từ các nguồn ngân sách trung ương và địa phương, 100 phần quà do thành ủy hỗ trợ. Đồng thời, từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện trao tặng 150 phần quà cho các gia đình chính sách và con thương binh liệt sĩ đang công tác trên địa bàn, tổng số tiền trên 2 tỷ 100 triệu đồng.